让我们一起来看看吧。哦 ，Q 他，请。好，你们今天欢聚一堂是在干什么？吃年夜饭。他怎么做春节？开 party。听说，你说，听说你们刚才做了直播，好，现在有三个挑战。我现在差点把你脑袋给削进来，是不是？应该这个。差点就把你脑袋削掉了。我本来想过来找你，但是我床带出来了。什么时候？就是我从一过来，我看到你在那边站着，过来找你。你原来看着是小妞。你是不是搓出来好远的那个？我都不记得我是，我记得是有雪霸。这个一直在录啊。这个太麻烦，就算。哎，你们点他们这儿牛蛙，这个是最多的牛蛙。有牛蛙，你点了啊，馋嘴巴是吧？航空 Sorry Airlines xin kính chào quý khách. Vì lý do bảo dưỡng phi công nên chuyến bay mang mã hiệu 007 sẽ khởi hành chậm lại. Thời gian cất cánh dự kiến là khi nào xong sẽ báo. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách ngay khi chúng tôi có thông báo. Xin thành thật xin lỗi quý khách.Chúc quý khách cứ ngồi một chỗ và yên tâm chờ đợi. 搓出来好远的那个，我都不记得我是，我记得是有雪霸。那个，我本来想过来找你，但是我床带出来了。什么时候？